Trời ơi chán quá à. Ngày Tết gì đâu mà suốt ngày mình phải ngồi trong cái bàn máy tính mình làm việc, không có được đi chơi hay gì hết, chán ghê luôn anh em. Ơi chán vãi, chán quá, không biết có chuyện tranh gì để đọc không ta, có không có luôn. Trời ơi là trời. Hay riết rồi, tim của mình kiểu như là mọi người đi chơi Tết hết rồi, không còn ai ở đây hết, thiệt buồn ghê luôn anh em. Để xuống sao bếp coi có gì ăn không có đã. Trời ơi, đồ ăn ở đây á, là cũng kiểu mấy cái món này mình ăn hoài mình cũng ngán quá rồi, đúng là thiệt. Đúng rồi ha, quên mất nữa. Tết á, thì mọi người á, thường là mọi người sẽ tổ chức những cái bữa tiệc để mọi người ăn uống chung với nhau. Nhưng mà team của mình thì chưa có tổ chức cái bữa tiệc nào hết, nghĩ cũng chán quá. À quên ha, nãy giờ quên chào anh em. Ok và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Yeah. Ok, thì mình mới vừa nãy đó một cái ý tưởng anh em ơi. Đó chính là mình sẽ tổ chức bí mật một cái bữa tiệc để mời cái thành viên trong team mình để nó ăn. Cũng được đó chứ. Ok bây giờ mình sẽ coi trong thành phố này còn những ai on để mình rủ người đó tổ chức sinh nhật với mình. Ở lòng nhầm, tổ chức cái bữa tiệc đó với mình. Để xem coi nha. Để mình bấm tab để mình xem coi trong thế giới của mình hiện tại có những ai nha. Trong thế giới của mình hiện tại chỉ có hai người thôi. Có Camui nè, hay là bây giờ mình mời Camui tổ chức cái bữa tiệc cho team chung với mình nha. Cũng được đó nhỉ. Để mình qua bên nhà của Camui coi. Để mình lấy con voi ra, con voi rồi. Ok đi thôi voi ơi. Đi. Ok, mình sẽ tổ chức một cái bữa tiệc thật là hành tráng cho cả team mình luôn đó. Ok đi qua nào. Đây chính là cái nhà của Camui nè. Timmy với Camui ở chung một nhà anh em ơi đó. Và thôi được, đúng là nhà của con gái ha. Hồng ôi anh em ơi, tiếng gì hả? Trời ơi mình sợ quá, hình như nhà này có ma anh em ơi. Ủa không phải, cái này hình như cái tiếng ngáy thì phải. Trời ơi ba ngủ kìa. Rồi Cam ơi gì đây. Trời ơi con gái con lưới đâu mà ngủ khò ngáy như một con heo luôn. Trời đúng rồi. Bà Camui với lại Timmy y hệt nhau luôn. Đi ra đây, tôi nói nghe này nè. Bây giờ nè, đi đánh răng rửa mặt đi. Tôi mới nảy ra một cái ý tưởng là chúng ta sẽ tổ chức một cái bữa tiệc cho team chúng ta cùng nhau đi ăn á. Thì Camui có muốn tổ chức cùng với tôi không? Có, thế nào có đồ ăn luôn. Đúng không? Có đầy đồ ăn luôn á. Thế có rượu không? Hả? Không, mình là con nít mà mình đâu được uống rượu. Trời ơi trời. Đúng rồi, tôi còn tưởng thì tôi hỏi thử ông thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tổ chức đi, chị hai chúng ta tổ chức thôi, sau đó mời Mr. Vịt với lại Timmy tới đó ăn. Ở nhà của Camui cũng nhiều đồ ăn quá ha. Trời, tôi là thần nấu bếp, tôi là thần bếp mà. Trời ơi đúng rồi, Camui nấu ăn cực kỳ giỏi luôn anh em ơi. Thôi đi qua bên trường đi. Bây giờ tôi nghĩ là chúng ta sẽ qua bên trường để chúng ta làm một cái bữa tiệc nha, để cho nó rộng rãi. Rồi sao không đóng rồi, không okay. Đóng cửa nhà lại tính để trang trọng cho nhà luôn hả? Rồi okay, đi nè. Bởi vì là cái nhà của chúng ta nhà ai cũng cũng hẹp hết rồi, cho nên tôi nghĩ là chúng ta nên qua bên cái sân trường đi. Bên trường có cái sân trường rộng là chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc ở bên đây. Đi qua đây nè. Cái chỗ này rộng nè, cho mọi người ngồi ở đây kiểu mà nó có gió đồ mát, khỏi cần vào trong mấy cái nhà hàng chi cho nó kiểu mà nó đắt tiền với lại nó nóng đực đúng không? Từ qua cái này là coi như là tạo một buổi dã ngoại luôn nè. Đúng rồi, đây nè. Để tôi nghĩ coi, ở chỗ này có canteen nè, có cả quán sushi nè, chúng ta có thể gọi món ở cái quán sushi này luôn. Đây tôi đã chuẩn bị sẵn đây. Đây chính là những cái đồ chúng ta có thể tổ chức một cái bữa tiệc nè. Đó, bây giờ tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc ở đây nha, để tôi lấy đồ coi. Rồi, okay. Lấy đồ nè. Nhiều đồ ăn quá trời quá đất à? Đúng rồi, quá trời đồ ăn luôn. Ok, đi ra đây. Đó, tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc thật là hoành tráng cho cả team chúng ta luôn. Đó, đi ra đây. Đây, để xem coi. Cái bàn chúng ta sẽ đặt ở đây đi ha. Đó, đặt như thế này. Đó, xoay như thế này nè. Ok, xây rộng như thế này đi. Đó. Rồi, bây giờ tôi sẽ đặt mấy cái ghế vào. Ủa mấy cái ghế đâu? Cái mui lại cái rương lấy hộ tôi mấy cái ghế đi. Đó, rồi, xong okay, đó ok. Đặt ra phụ tôi. Tôi đặt thức ăn trước đi. Ok, thì ca mui lại lấy hộ tôi cái ghế trước đi. Ok rồi, từ để mình xây rộng cái bàn này ra xíu. Mình nghĩ là xây cho nó hình vuông đi. Đó, ok, đặt cái nến ở phía giữa nè. Phía giữa chỗ này nè, đúng không? Ghế này. Có gà quay nè, đây. Bây giờ trước tiên là ăn cái bữa tiệc thì chắc chắn là cũng phải có cơm trước cái đã. Tôi sẽ bỏ cơm vào đây, đây chính là cơm rang trứng đó. Đây cơm nè, đó cơm quá trời luôn. Cơm rang trứng hả? Đúng rồi, cơm rang trứng đó. Tại tôi nhìn màu vàng mà tôi thấy màu vàng tôi lại nghĩ đến một cái khác.
tào lao nghĩ đến gì trời. Xem coi đó, rồi sau đó Tết đó thì chúng ta tất nhiên là phải có nước ngọt đúng không? Con nít thì rất là thích uống nước ngọt luôn, nhưng mà không nên uống nhiều quá, hai người một lon nước ngọt thôi được rồi. Trời, uống nhiều quá sẽ bị béo phì đó, sẽ bị mập đó. Rồi coi bên đây nữa đi. Rồi còn ai thiếu không vậy? Còn nhiều nè, còn nhiều thì mình đặt đây nữa, đặt đây vào nữa, đây luôn nữa. Cho mọi người luôn đây nữa, đây nữa. Ok rồi, bây giờ tôi sẽ nghĩ là chúng ta cho thêm kiểu mà Tết chúng ta sẽ cho thêm hoa mai cho đẹp đó. Đó, trang trí nào, hoa mai đây 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 đây, hoa mai nè, thấy không? Đó, tiếp theo nữa là để coi để thắp sáng cái này, là thắp sáng lên đó, đốt lên nè, cho nó ha, cho nó thật là kiểu sang trọng đó. Rồi Tết tất nhiên chúng ta phải mổ heo, năm nay là năm con heo mà, chúng ta phải mổ mấy con heo để làm thịt heo quay ăn đó, kiểu kiểu đó. Một con heo quay, thấy không, con heo quay à? Trời ơi, ok bên đây tưởng, trời tôi cứ từ lúc đó ban đầu tôi tưởng là Timmy chứ. Cái gì tào lao, cái này mà là Timmy, cái gì mình đem Timmy mình nướng mình ăn hả? Cái này là bạn của Timmy đó, cái này là heo, là heo con đi. bạn của Timmy đó. Tiếp theo nữa là có thịt heo đúng không, tất nhiên phải có thịt gà. Đây, thịt gà đây, đặt cái này đi đó, thịt gà quay đó. Trời đất, tôi lại thành làm tôi liên tưởng đến vịt rồi. đây nhìn giống ông vịt quá. Đúng rồi, nhìn kiểu giống ông vịt luôn. Đúng rồi. Ok rồi, tiếp theo nữa là tôi nghĩ là chúng ta sẽ cần cái gì ta, bánh bánh chưng, đúng rồi, Tết là phải có bánh chưng bánh dày đó, đúng rồi. Có bánh chưng nè, tôi đặt bánh chưng vào nhà đó, rồi đặt vào đây đó, bánh chưng nè. Rồi tiếp theo nữa là còn nhiều thịt gà quá, chắc tôi đặt vào luôn đây bên đây, kiểu mà một bàn vậy có bốn con gà luôn đi chó. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cho thêm ăn sushi nữa đi, đúng rồi, gần đây có cái tiệm sushi, đúng chúng rồi. Ta sẽ cho thêm sushi vào nè. Đó, trời ơi quá trời sushi luôn. Mà ăn hết cái đống này, đồ mặn đã có rồi đó, cũng có đồ ngọt luôn rồi, thì tất nhiên chúng ta ăn chúng ta phải cần cái gì, cần chén miệng. Chúng ta có trái cây đúng không, trái cây nè, đó một mâm trái cây luôn. Đó, trái cây nè, trời ơi nguyên một cái mâm thật là bự luôn nè, anh em thấy không đó. Cho thêm mỗi chỗ một cái miếng sushi cá ngừ nữa, lộn, sushi trứng chứ. Trời wow, đầy thức ăn luôn anh em ơi. Wow, cái bàn, ủa gì Camui làm gì vậy, ngồi vậy coi, con gái lưới đâu, nằm lên trên bàn vậy. Tôi ngất rồi. Thấy đồ ăn nhiều không, trời quá trời đồ ăn luôn. Trời ơi trời, ok ăn thế này khéo phải tăng phải 20 kg mới lên mất á. Tôi cũng đang giảm cân nè, nhưng mà lâu lâu mới có ngày Tết mà, cho nên ăn thoải mái đi. Trời ơi đầy đồ ăn luôn anh em ơi. Ok bây giờ bọn mình sẽ ngồi đây và đợi các thành viên trong team với lại mọi người xung quanh đây đến đây cùng nhập tiệc nha. Ok ngồi đây đợi thôi. Trời ơi hay thôi, trời ơi gần chiều luôn mà sao chưa có ai tới vậy. Ủa Camui sao không gọi điện cho mọi người tới đi. Tôi có gọi rồi mà, nhưng mà không biết là trời ơi, ông nhìn xem là hiện tại là bây giờ là có ai trong map trời. Ở đâu tôi xem coi. Đúng ha, trời tôi quên mất. Hồi sáng nay tôi cũng có kiểm tra, tôi thấy là trong map này chỉ có mình tôi với Camui thôi. Trời ơi quên mất là mọi người không có trong map. Trời ơi. Bây giờ chẳng lẽ giờ thì đúng này phải biết làm sao bây giờ. Đợi hay là bây giờ chẳng lẽ giờ đem bỏ, uổng lắm luôn á, nào là heo quay, gà quay nè, cơm rồi tùm lum la, mình đem mình bỏ là phí lắm luôn. Đúng rồi, thức ăn á, có những người ta còn không có, mình lại bỏ phí thế này thì làm sao mà được. Vậy thôi chắc giờ tôi với Camui ăn hết đống này luôn đi. Ăn hết đống này luôn. Ăn hết đống này á? Đúng rồi. Tôi đang giảm béo mà, làm sao mà ăn được đống này được? Hay là chờ ông ăn một mình đi. Ông ăn một mình đi, tôi không ăn được. Sao giờ vậy, ở đây ăn phụ tôi chứ, trời ơi trời. Không. Ơi anh em ơi, trời ơi, một mình ăn hết đống đồ ăn này luôn hả, trời là trời, chết tôi rồi. Nhưng mà thôi kệ, trời lâu lâu mới có ngày Tết mà, thôi ăn thoải mái đi trời, nhiều đây có gì đâu mà làm khó mà được. Ok thôi, ngồi vô bàn ăn, không ăn thôi, tôi ăn có gì đâu. Năm trời ơi, ôi ngon quá. Sushi nè, uống miếng nước ngọt nè, ăn gà quay nè, heo quay nè, trời ơi ăn trái cây nè, ôi ngon quá, một mình ăn hết các bàn đồ ăn này luôn đã. nhầm. Trời ơi no quá anh em ơi, mình ăn hết cái đống trên bàn luôn rồi. Thôi trời ơi no quá. Trời. Ủa gì Cam ơi, trời ơi, giờ đây nói chuyện trời. Phong ơi, sao mấy phút không gặp mà tại sao Phong lại trở thành như thế này? Như thế này là như thế nào? Trời ơi, vô ngồi đi, tôi mới ăn hết cái đống đồ ăn trên bàn rồi đó. Ủa thấy tôi khỏe không? Thấy tôi ghê không? Tôi ăn hết đồ ăn luôn nè, trời ơi. Khỏe đến mức tôi ngất luôn nè. Ủa cái gì à? Sao? Có gì mà ủa sao hôm nay nhìn bà nhỏ xíu à? Ông xem lại ông đi, trời ơi. Ủa sao tôi ủa trời. Cái gì vậy? Ủa sao ở đâu Camui đứng chung tôi coi, đứng vô. Cái gì mà sao nhìn tôi bự con vậy? Tôi ăn có chút xíu tôi bị béo phì luôn rồi. Ông ăn thế này á, ông béo như thế này á, bây giờ đã ế như thế này rồi, ông béo như thế này càng không có ai yêu luôn.
Trời anh em ơi, mình ăn có một bữa thôi, có mấy cái bánh chưng bánh giò thôi mà làm gì mình mập dữ vậy trời. Cái tướng của mình bây giờ khác gì là một cái người khổng lồ, mình bị béo phì rồi đó. Thôi không chịu đâu trời ơi. Giờ sao ta, bây giờ làm cách nào để tôi có thể giảm cân đây? Chẳng lẽ bây giờ mình ăn tiếp, mình ăn tiếp đi cho đỡ buồn thôi. Đi ăn tiếp, đi ăn tiếp, trời ơi. Trời, ăn cái gì mà ăn cái gì ăn ăn ăn. Trời ơi, suốt ngày ăn còn không tập thể dục để giảm béo đi á, suốt ngày lại còn ăn nữa. Bây giờ tôi béo như thế này, tôi còn tập thể dục được nữa không? Tôi tập để giảm cân được nữa không? Tất nhiên là được rồi, trời ơi. Bây giờ đi tập, không ăn nữa. Ok anh em, thì chắc là bây giờ mình sẽ đi tập thể dục để mình giảm cân, chứ giờ nhìn mình mập lắm rồi. Có bạn nào biết cách nào để giảm cân hãy chỉ cho mình với nha. Ok, chắc giờ phải đi tập chạy bộ rồi vậy, đi giảm cân thôi. Ok đi thôi, trời ơi mập quá rồi. Sau một thời gian tập luyện cực khổ và bây giờ mình đã trở lại bình thường được rồi. Cơ thể của mình đã nhỏ gọn lại được anh em ơi, hết bị béo phì rồi. Trời ơi nhìn thấy không, trời ơi cơ bắp cuồn cuộn à, hết bị béo phì rồi. Yeah. Hello Camui. Trời ơi. Ôi trời ơi Phong à. Ôi trời đất ơi, ơi à. Ông lấy lại dáng nhanh ghê, thon gọn đẹp, lại đẹp trai rồi nè. Trời ơi thấy chưa nè, bây giờ tôi ốm này thấy không? Đứng giờ. À, thấy không nè, thấy không nè. Bằng nhau thấy không đó, tôi đâu có còn mập như lần trước nữa đâu đó. Ủa mà qua đây chi vậy? À tôi qua đây xem tình hình thì thấy ông thế này thì nếu mà ông được như thế thì chúng ta lại phải ăn mừng thôi. Trời ơi, ăn mừng đi. Đúng rồi ha, tính ra thì cũng đã gần một tháng rồi tôi tập luyện giảm cân, tôi ăn kiêng rồi, bây giờ mình tôi giảm cân thành công rồi, bây giờ tôi phải ăn mừng chứ đúng không? Đúng rồi, hay nhà tôi vẫn còn bánh chưng này, ông với tôi cùng ăn đi. Đấy. Bánh chưng hả? Trời ơi tôi thích lắm nha, mình giảm cân thì chắc mình ăn một cái chắc không sao đâu ha. Ok. Không sao đâu, làm sao mà có vấn đề gì được. Ok, để ăn thử cái nha. Trời ơi ngon quá. Ngon cảm ơn. Trời ơi ngon quá, bánh chưng ngon quá. Trời ơi, tôi lại ngất tiếp đây. Cái gì vậy? Sao tự nhiên ngất là sao? Trời ơi Phong ơi, tại sao mà ông có ăn có mỗi một cái thôi mà ông lại như thế này? Lại thế này nào? Ôi trời. Cái gì vậy? Sao tôi mập lại nữa rồi trời? Tôi tập giảm cân mấy tháng trời, xong tôi ăn có cái bánh chưng có mấy cơ tí xíu rồi, sao tự nhiên tôi mập lên lại nữa vậy trời? Trời ơi khổ tôi quá. Cái gì vậy? Oh my god, trời chết tôi rồi. Thấy chưa, tự nhiên cái không men mấy cái bánh chưng qua mời tôi, chi tôi ăn có cái bánh chưng vô cái tôi mập lên lại trời. Trời sao lại đổ lỗi cho tôi, ông là người ăn cơ mà. Trời ơi. Tự nhiên tôi có béo đâu, ông người làm ra. Ok anh em ơi, thì có bạn nào trong ngày Tết này ăn quá nhiều bánh chưng xong bị béo phì giống mình không? Trời ơi mình khổ quá mà. Ok mà chắc bây giờ mình phải tiếp tục tập luyện giảm cân đây. Ok và hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha. Bye bye, yêu anh em vãi nồi. Đừng quên vào kênh YouTube của các thành viên trong Hero Team, đó chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV với lại Camui TV, để subscribe ủng hộ cho các thành viên trong team Hero bọn mình nha. Bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt. Trời ơi bye mình bye. Mới đi giảm cân đây. Bye bye.